Pro Max, iFixit đã mổ xẻ iPhone 11 Pro Max để xem Apple đã trang bị những gì cho mẫu iPhone cao cấp này. Theo đó, iPhone 11 Pro Max được tích hợp ram 4GB, pin 3969 969 mAh với thiết kế chữ L lần đầu tiên trên bản Max. Cùng với đó là hệ thống quản lý nhiệt nâng cấp. Ngoài ra, iFixit cũng phát hiện lần đầu tiên Apple thêm dây nối pin phụ trên iPhone, gắn trực tiếp với cuộn sạc không dây. Hiện không rõ Apple định làm gì với kiến trúc này. Theo phỏng đoán của iFixit. Dây nối pin phụ có thể dùng cho tính năng sạc song song. Tính năng tin đồn này từng xuất hiện trước khi iPhone mới ra mắt. Ngoài ra, cũng có tin iPhone 11 có thể sạc không dây cho iPod, giống tính năng tương tự của điện thoại Samsung Galaxy. Phát hiện thú vị khác của iFixit là thiết kế cảm biến khí áp mới, bằng chứng cho thấy Apple đã cải thiện đáng kể khả năng tản nhiệt của iPhone mới. iFixit chấm điểm 6 trên 10 cho mức độ dễ sửa chữa của iPhone 11 Pro Max, tương đương với iPhone XS và XS Max năm 2018 iPhone mới được nhận xét dễ tháo pin hơn trước